món cơm lứt và bò hầm ngũ vị sau đây sẽ có sự góp mặt của đậu đen. Hãy chờ xem, loại đậu có vẻ ngoài cứng cỏi này sẽ tỏa sáng thế nào qua tay của đầu bếp thiên đường ẩm thực nha. Hãy khởi động bằng công đoạn cắt khúc cà rốt, khoai tây. Tiếp đến là cắt ớt chuông xanh thành hình tam giác, rồi đến ớt đỏ. Cà chua thì phải thành hình hạt lựu như thế này. Đem thịt bò đi cắt thành từng miếng vuông vừa ăn và ướp vào một số gia vị, một chút muối, đường, tiêu, ngũ vị hương, ớt bột và nước tương. Trộn đều. Phi thơm tỏi cùng dầu đậu nành Tường An sẽ giúp cho món ăn gia tăng hương vị. Cho cà chua rồi thịt bò vào đảo đều. Thêm nước sôi rồi lần lượt cho cà rốt, khoai tây rồi ớt chuông. Mùi thơm đã bắt đầu lan tỏa rồi đấy. Thiên đường ẩm thực cá là bạn đã háo hức lắm rồi phải không? Nhưng khoan, mình còn phải nấu cơm lứt đậu đen nữa đó. Vo đậu đen và gạo lứt, rồi đem đi nấu cho đến khi gạo lứt bung nở và đậu chín mềm. Miếng bò hầm ngũ vị đậm đà, ăn kèm với cơm gạo lứt tơi xốp, lẫn những hạt đậu đen mềm bùi, rưới thêm ít nước sốt hầm lên trên nữa. Người ta thì hẹn nhau trong bữa tiệc thường nói, không say không về. Chứ đến đây thì thiên đường ẩm thực chỉ có nhắn nhỏ cho bạn là không no không về nha.